Xin chào tất cả các bạn. Liệu có thứ gì trong vũ trụ mạnh mẽ và vĩ đại hơn một ngôi sao hay không? Câu trả lời là có đấy. Đó là một ngôi sao to hơn. Còn nó to đến cỡ nào thì còn tùy thuộc vào sức tưởng tượng của các bạn. Trong hệ mặt trời của chúng ta, hay trong bất kỳ hệ sao nào khác ngoài vũ trụ, ngôi sao luôn là thiên thể quyền năng nhất. Chúng là những quả cầu nhiệt kỳ lạ, luôn luôn nóng bỏng và sôi sục. Sau nhiều năm nghiên cứu mặt trời, về cơ bản chúng ta đã biết, nó có nhiệt độ bề mặt khoảng 5.500 độ C, nhiệt độ lõi khoảng 15 đến 16 triệu độ C, và nhiệt độ khí quyển là khoảng 1,5 đến 2 triệu độ C. Nghe qua những thông số này, chắc hẳn chúng ta đều nhận ra một điều bất hợp lý. Nhiệt độ bề mặt của mặt trời lại lạnh hơn cả nhiệt độ khí quyển của nó. Rốt cục việc này là như thế nào? Lấy ví dụ như một đống lửa trại, lửa càng to thì càng nóng. Nhưng nếu chúng ta duy trì khoảng cách càng xa thì nhiệt độ sẽ càng giảm. Tuy nhiên, cơ chế này lại có vẻ không đúng với mặt trời của chúng ta. Theo Jim Klimchuk, một nhà khoa học năng lượng mặt trời của NASA cho biết, sức nóng kỳ lạ của khí quyển mặt trời được gọi là các vụ nổ nhiệt bốc đồng, hay còn được gọi là vụ nổ nanoflare. Một vụ nổ nanoflare tương đương với một quả bom hydro 10 megaton, và mỗi giây có hàng triệu vụ nổ như vậy xảy ra tại khí quyển mặt trời, cung cấp một lượng nhiệt gấp từ 300 đến 400 lần nhiệt độ bề mặt của nó. Trong video này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một số ngôi sao lý thuyết kỳ lạ nhất vũ trụ, những cỗ máy nhiệt hạch đầy dữ dội và mê hoặc. Có thể các bạn đã nghe nói qua về một loại thiên thể đặc biệt được gọi là sao quang. Đây là một ngôi sao lý thuyết được tạo ra từ vật chất quang hoặc vật chất lạ. Những vật chất này được suy biến từ trạng thái siêu đặc, ví dụ như trong lõi của một ngôi sao neutron cực lớn. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu sơ qua một chút về hạt quark. Quark là một loại hạt sơ cấp cơ bản. Nó là một trong những thành phần cấu tạo nên vật chất. Hạt quark không tồn tại đơn lẻ, mà kết hợp với nhau thành từng tổ hợp, gọi là hadron. Bây giờ, chúng ta sẽ nói một chút về các hạt sơ cấp. Cơ bản, chúng được chia làm hai loại. Đầu tiên là boson, đây là các loại hạt lực. Nó bao gồm photon mang lực điện tử, gluon mang lực tương tác mạnh, W boson và Z boson mang lực tương tác yếu. Higgs boson không mang lực, nhưng loại hạt này tạo ra khối lượng của vật chất bằng cơ chế gọi là trường Higgs. Cuối cùng là graviton, chuyển lực hấp dẫn. Đây là một loại hạt giả thuyết vì chúng ta chưa thực sự tìm được một hạt nào trong thực tế. Loại hạt sơ cấp thứ hai được gọi là fermion. Fermion lại được chia làm hai loại là quark và lepton. Đây là những hạt tạo nên vật chất. Trong đó quark được chia làm 6 loại, thường được gọi là các màu. Sự kết hợp của các hạt quark được gọi là hadron. Hadron lại được chia làm hai loại là bion và meson. Meson là hạt có spin nguyên, còn bion là hạt có spin bán nguyên. Trong một nguyên tử bất kỳ, các hạt proton và neutron được tạo thành từ các hạt bion với 3 hạt quark kết hợp lại. Tuy nhiên, việc hạt quark có thể chia nhỏ ra những hạt khác nữa hay không thì không hoàn toàn chắc chắn. Một phần cũng vì năng lực phòng thí nghiệm của chúng ta chưa đủ mạnh để phá vỡ hạt quark. Loại hạt thứ hai của fermion là lepton. Đây cơ bản là những hạt nhẹ hơn quark và cũng được chia làm 6 loại, bao gồm electron, muon, tau, electron neutrino, muon neutrino và tau neutrino. Đó chính là tóm tắt cơ bản về các hạt sơ cấp hạ nguyên tử có trong mô hình chuẩn của vật lý hạt. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại với sao quark. Như những thông tin ở trên, thì mọi vật chất chúng ta biết đều được cấu tạo từ các hạt fermion, bao gồm quark và lepton. Khi chúng ta phóng to một nguyên tử bất kỳ, thì có đến 99% cấu tạo nguyên tử đó là không gian. Với một hạt nhân, bao gồm các hạt proton và neutron nằm sát với nhau, cách một khoảng không gian ra phía ngoài là các electron chuyển động liên tục. Để một ngôi sao siêu nặng ra đời, giống như một ngôi sao lùn trắng hoặc một ngôi sao neutron, thì những vật chất cấu tạo nên ngôi sao đó phải đạt được trạng thái áp suất thái hóa, và sao quark cũng không ngoại lệ. Lấy ví dụ như một ngôi sao lùn trắng, kích thước của ngôi sao lùn trắng chỉ tương đương với trái đất, nhưng khối lượng của nó lại có thể lớn hơn cả mặt trời. Với một sức nặng kinh khủng như vậy,
ngôi sao lùn trắng đạt đến áp suất thoái hóa electron, hay còn gọi là áp suất thoái hóa điện tử, và chính áp suất thoái hóa này giữ cho ngôi sao không bị vỡ vụn bởi chính sức ép của nó. Sau khi đạt được áp suất thoái hóa điện tử, nếu như ngôi sao lùn trắng không bị bất kỳ tác động nào từ bên ngoài, thì hàng chục tỷ năm sau, nó sẽ nguội hoàn toàn và trở thành một ngôi sao lùn đen, một quả cầu kim cương siêu cứng và siêu nặng mà con người có lẽ chẳng bao giờ khai thác được. Thế nhưng trong thực tế thì áp suất thoái hóa điện tử cũng có giới hạn của nó. Một ngôi sao lùn trắng hoàn toàn có thể tiếp tục sụp đổ để trở thành một ngôi sao neutron. Khi khối lượng ngôi sao tăng lên, sức ép của nó tiếp tục gia tăng đến mức các electron bị đẩy vào bên trong các proton. Quá trình này biến chúng trở thành neutron không điện tích. Lúc này, tất cả vật chất bên trong ngôi sao được chuyển thành một nồi súp neutron dày đặc. Áp suất thoái hóa điện tử giờ đây được thay thế bởi áp suất thoái hóa neutron và một ngôi sao neutron ra đời. Áp suất thoái hóa neutron giữ cho ngôi sao ổn định với đường kính chỉ khoảng 20 km. Tuy nhiên, giới hạn vẫn chưa kết thúc. Theo suy đoán của các nhà khoa học, ngôi sao neutron tối đa có thể nặng gấp 3 lần mặt trời. Nếu khối lượng của nó lớn hơn 3 lần mặt trời thì nó có thể sụp đổ thành một hố đen. Và trước khi sụp đổ thành hố đen, nó sẽ trải qua giai đoạn gọi là sao khoác. Về cơ bản, khi áp suất thoái hóa neutron vượt quá giới hạn, các hạt neutron trong ngôi sao sẽ vỡ vụn, tạo thành các hạt quark. Quá trình này sẽ biến ngôi sao neutron trở thành một ngôi sao quark. Sao quark sẽ trông giống như một ngôi sao neutron, ngoại trừ cấu tạo và áp suất lớn hơn rất nhiều. Các hạt quark tự do bên trong ngôi sao, khi được giải phóng, nó sẽ sinh ra một lượng năng lượng rất lớn, kèm theo các vụ nổ, phóng ra các tia bức xạ gamma. Lúc này ngôi sao đạt tới áp suất thoái hóa quark. Nếu như ngôi sao này được bồi tụ thêm vật chất thì nó sẽ sụp đổ thành một hố đen. Như vậy, trên lý thuyết thì ngôi sao quark chính là ngôi sao nằm giữa giai đoạn ngôi sao neutron và hố đen. Các hạt quark có thể hoạt động giống như một chất lỏng siêu dẫn. Tuy nhiên, chúng lại rất không ổn định. Chúng được tạo ra bởi nhiệt độ và áp suất cực lớn, nhưng nếu tiếp xúc với môi trường bên ngoài, chúng sẽ tự tan. Điều này có nghĩa, lõi của các ngôi sao neutron cực lớn có thể chứa vật chất quark bên trong, và vật chất này sẽ không tồn tại nếu như toàn bộ ngôi sao biến thành vật chất quark. Nhưng nếu các hạt quark trong lõi ngôi sao neutron được gia tăng thêm áp lực, thì chúng sẽ biến thành quark lạ. Quark lạ là một trạng thái tồn tại khác của các hạt quark thông thường. Và nếu một ngôi sao được cấu tạo hoàn toàn từ quark lạ, chúng có thể tồn tại trong không gian. Và khi đó, chúng ta gọi nó là ngôi sao lạ. Theo lý thuyết, thì các ngôi sao quark và sao lạ hoàn toàn có thể tồn tại đâu đó trong không gian, nhưng rất khó để quan sát bởi vì kích thước của chúng quá nhỏ. Sao quark là một trạng thái chuyển tiếp khi một ngôi sao neutron sụp đổ thành hố đen. Trong vụ nổ siêu thân tinh mạnh mẽ, sao quark có thể tồn tại trong một phần của giây trước khi biến thành hố đen. Điều này có nghĩa, rất có thể trạng thái vật chất sau quark là các hạt nhỏ hơn rất nhiều, và nó cấu tạo nên hố đen mà chúng ta không thể quan sát. Vậy, làm sao để có thể phá vỡ các hạt quark? Cho dù dùng cách nào đi nữa, thì có một sự thật là công nghệ hiện tại của chúng ta vẫn chưa đủ khả năng để thực hiện việc này. Tất nhiên, sao Planck là một ngôi sao giả thuyết. Đây là một ý tưởng về lõi của một hố đen. Theo những gì chúng ta suy nghĩ, thì hố đen sẽ bao gồm một chân trời sự kiện và một điểm kỳ dị bên trong. Tuy nhiên, một cấu tạo như vậy lại làm nảy sinh nghịch lý thông tin hố đen. Vì vậy, ngôi sao Planck ra đời nhằm giải quyết nghịch lý này. Như chúng ta biết, hố đen không thể quan sát cũng như không thể thăm dò bằng bất kỳ loại sóng nào. Vì vậy, cấu tạo bên trong chân trời sự kiện chỉ có thể là những lý thuyết ngoại suy từ những phương trình toán học. Một số nhà vật lý lý thuyết cho rằng, bên trong hố đen không phải là một điểm kỳ dị, mà thay vào đó là một ngôi sao Planck. Điều này có nghĩa rằng, vào một thời điểm nào đó, các hố đen sẽ trả lại toàn bộ thông tin mà nó đã kéo vào. Ngôi sao Planck hoạt động giống như một ngôi sao thông thường, với các phản ứng tổng hợp hạt nhân. Ngôi sao này sẽ có mật độ năng lượng gần với mật độ Planck. Mật độ năng lượng là thước đo năng lượng trong một vùng không gian. Còn mật độ Planck là một con số khổng lồ, 5,15 x 10 mũ 96 kg trên mét khối. Vì vậy, mật độ năng lượng Planck tức là có rất nhiều năng lượng. Chúng ta có thể gọi ngôi sao Planck là ngôi sao siêu năng lượng. Thật không may là chúng ta sẽ không bao giờ tìm thấy một ngôi sao Planck, bởi vì chúng chỉ tồn tại bên trong hố đen.
Tuy nhiên, đây lại là một ý tưởng thú vị nhằm giải thích các nghịch lý thiên văn.